Một phiên biến động dần không mang lại nhiều ý nghĩa của thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà ngày hôm nay VN Index đóng cửa ở vùng giá là 1.245 điểm, đâu đó khoảng tầm xanh 1 điểm của thị trường. Khi mà mình xét ở một góc độ về thanh khoản thì cái tốc độ thanh khoản ngày hôm nay nó kiệt quệ về yếu tố về khối lượng, chỉ rơi vào khoảng tầm 8.000 tỷ của thị trường chung. Thì sẽ có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều của nhiều anh chị nhà đầu tư mình sau những cái quá trình giảm điểm vừa qua của thị trường. Và theo anh chị mình, đây là một cái giai đoạn thị trường điều chỉnh thì mọi người để lại phía 1. Và nếu như anh chị mình đánh giá đây là một cái giai đoạn thị trường downtrend đạt đỉnh để rơi thì mọi người để lại phím 2. Và video này em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi bóc tách chi tiết. Xin chào tất cả những chị nhà đầu tư mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VFY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ ba, ngày 5 tháng 11 thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em là những buổi video sâu tốt hơn và chia sẻ với anh chị mình nhiều hơn về những kiến thức trên thị trường. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Thì nhiều anh chị mình hỏi em ngày hôm nay thì em có lên làm video hay không, thì em cũng chia sẻ với anh chị mình như thế này. Nếu mà đúng theo lịch trình của mình á thì hôm nay buổi tối là mình sẽ livestream, nhưng mà vì cái tình trạng sức khỏe là mình chưa có khỏe hẳn cho nên là mình sẽ tranh thủ mình lên mình làm một cái video ngắn. Thì nói chung là bản chất anh chị nào đã theo dõi kênh YouTube của em thì kể cả thị trường xanh, thị trường đỏ, kể cả thị trường tăng, thị trường giảm thì lúc nào cái quan trọng nhất là chúng ta phải duy trì và đồng hành với tất cả mọi người, kể cả lúc lãi hay kể cả lúc lỗ. Cho nên đó là cái bản chất mình luôn chia sẻ đến với tất cả những chị nhà đầu tư. Thì video ngày hôm nay nó cũng sẽ tương tự như thế, và mình sẽ bóc tách với anh chị mình một cách chi tiết về cái yếu tố vận động giảm điểm vừa qua của thị trường thì nó sẽ như thế nào, có phải là một quá trình điều chỉnh hay không, hay là thị trường có đạt đỉnh nó rơi, thì hành động của chúng ta sẽ là gì. Thì mọi người lưu ý nè, cái quá trình điều chỉnh nó sẽ khác rất nhiều với những cái quá trình mà thị trường đạt đỉnh. Tại vì trong một cái giai đoạn mà thị trường đạt đỉnh thì đó sẽ là những quá trình mà thị trường downtrend, thì cái nguyên tắc trong thị trường downtrend là phải cầm tiền. Còn cái vận động mà thị trường điều chỉnh trong một cái giai đoạn mà thị trường đi lên thì đó là một trong những cái yếu tố vận động hết sức bình thường, nó mang một cái hoạt động là loại bỏ, rũ bỏ những cái sự đu bám của những anh chị nhà đầu tư cá nhân cầm cổ phiếu. Thì khi mà những cái hoạt động rũ bỏ tổ chức họ hấp thụ ở những vùng giá thấp thì sau đó họ sẽ đánh lên tiếp, đó là cái xu hướng điều chỉnh, mọi người lưu ý kỹ. Cho nên trong những cái phiên ví dụ như ngày hôm nay đi là một cái phiên biến động dần thì nó cũng không có nhiều cái màu sắc, những cái ý nghĩa để cho chúng ta phân tích. Cho nên quan trọng nhất, ví dụ như thị trường nó muốn kết thúc đi những quá trình điều chỉnh, cái điều mà anh chị mình cần ấy thứ nhất là thị trường nó phải tạo những cái vùng cân bằng, cái thứ hai là thị trường nó phải có những cái điểm gọi là điểm wash out, rút chân đi lên, cái thứ ba là sau đó sẽ là điểm xác nhận dòng tiền, thì thể hiện trong quá trình thị trường kết thúc điều chỉnh. Cho nên phiên ngày hôm nay cũng chưa có những cái hành vi wash out, cho nên đâu đó ví dụ như ngày mai anh chị mình theo dõi thị trường, ví dụ như buổi sáng nó đạp xuống, nó rút chân trở lại thì nó xuất hiện những yếu tố hành vi wash out, thì anh chị mình biết đó là những cái vùng đáy của thị trường chung. Và với góc nhìn của hệ thống mình thì bản chất em đánh giá đây cũng là những cái trạng thái tạo một số yếu tố về kiểm tra cung cầu và cân bằng của thị trường, cho nên đây cũng là quanh những cái vùng đáy đó. Mọi người lưu ý kỹ, những cái vùng mà thị trường hầu như anh chị mình thấy cái yếu tố thị trường điều chỉnh thì thường anh chị mình thấy có đặc điểm là những yếu tố về khối lượng càng ngày nó sẽ càng thấp đi. Khi mà nó càng chỉnh về những cái vùng biên dưới thì bắt đầu anh chị mình thấy rõ ràng là gì, khối lượng càng ngày nó càng thấp đi, thể hiện những cái áp lực bán, những cái lượng cung nó không còn quá lớn anh chị. Cho nên đây những cái yếu tố mà tổ chức họ đè những cái tâm lý, họ kiểm tra những cái yếu tố về cung cầu thì nó tương đối và nó mệt mỏi với anh chị nào đang cầm cổ phiếu đó. Còn vận động chung thì nó sẽ, em sẽ bóc tách cho anh chị một cách chi tiết. Tại vì sao mà em nói đây là những cái yếu tố về hành vi là quanh những cái vùng đáy của thị trường chung, cho nên bản chất ai mà đang cầm cổ phiếu, ví dụ như em đi, hệ thống mình vẫn cầm cổ phiếu bình thường, ví dụ trong phiên ngày hôm nay mình vẫn nắm cổ phiếu bình thường chứ mình cũng không có bán ra cổ phiếu nào cả. Thậm chí ví dụ anh chị mình cũng biết là chúng ta đang đánh với những cái chiến lược dài của sóng dòng ngân hàng thì vẫn cho anh chị mình cầm nắm sóng dòng ngân hàng, mục đích là qua những cái giai đoạn rung lắc điều chỉnh của thị trường chung. Mọi người lưu ý kỹ ha. Đấy, tại vì thị trường ở đây rõ ràng nó vẫn trong một cái biên sideways, thì trong một cái biên sideways ví dụ chẳng hạn nó điều chỉnh và lại biên dưới nó rũ bỏ, nó ép bán là vận động hết sức bình thường của thị trường chung. Cho nên ví dụ như trên tinh thần anh chị mình thấy ví dụ một số phiên ví dụ như ngày mai đi, thị trường nó đạp một phát nó rút chân lên là một hành vi wash out nên giá tương đối tốt nếu như dạng khái nó xuất hiện. Cho nên những cái vùng giá đỏ mà thị trường chỉnh ở thời điểm này thì đối với góc nhìn của mình đó phải là rủi ro, mà đó chính là những cái cơ hội để anh chị mình theo dõi vận động cũng như là cái điểm mà chiết khấu đủ của cái cổ phiếu anh chị mình hãy canh mua được. Mọi người lưu ý kỹ ha. Đấy, cho nên mình sẽ quay trở lại nè, thị trường điều chỉnh nó khác biệt như thế nào so với những cái giai đoạn mà thị trường đạt đỉnh. Ví dụ như nhiều anh chị mình lại chiều nay em gặp rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình đưa ra một cái ý kiến là thị trường hiện tại sau đó vận động giống với năm 2022 quá em ơi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá nha, 2024 nè, 2022 nè, thì sẽ có những cái đặc điểm khác biệt như thế nào. Thứ nhất, quan điểm của góc nhìn hệ thống mình đánh giá đây là những quá trình điều chỉnh bình thường của thị trường chung. Còn thị trường trong năm 2022 là thị trường đạt đỉnh thì nó phải cần có một số cái tiêu chí như sau để cho anh chị mình đánh giá, chứ không phải là thích chỉnh là chỉnh mà thích đỉnh là đỉnh. Nó phải có một số cái phương pháp, một số cái yếu tố về hành vi của tổ chức
để nó thể hiện bên trong mình mới đánh giá được anh chị. Thì cái đầu tiên á, để mà thị trường đạt đỉnh á, thì mình phải lưu ý một điều nè, thị trường chỉ đạt đỉnh khi nào, khi mà dòng dẫn dắt kết thúc chu kỳ. Dòng dẫn nè, dòng dẫn kết thúc, mọi người lưu ý á, dòng dẫn kết thúc và phân phối đỉnh. Ấy còn thị trường hiện tại của chúng ta, dòng dẫn đã có luôn. Thị trường hiện tại là thị trường sideways nhưng mà nó vẫn có cái cổ phiếu của dòng dẫn dắt, ví dụ cổ phiếu sống của dòng ngân hàng. Thì chúng ta chỉ trả lời một điều là ngân hàng phân phối chưa. Mọi người lưu ý kỹ, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một cách chi tiết nè. Ta phải làm rõ những cái quan điểm như thế để tránh cái trường hợp ví dụ anh chị mình đi la cà đọc một số tin tức trên mạng rồi mình lại tâm lý không cầm nắm được những cái cổ phiếu. Còn thực chất bản chất em nói anh chị mình luôn, thị trường hiện tại nó điều chỉnh ví dụ như 20, 30 điểm, 40 điểm là vận động hết sức bình thường của thị trường chung. Ví dụ anh chị mình thấy trước đó nè, chỉnh như thế này, trước đó nè, chỉnh như thế này, thì cái biên độ thị trường càng ngày càng chỉnh càng giảm thì rõ ràng trong một cái biên sideways mà biên độ giảm càng ngày nó càng thu hẹp đi, thì đó là một tín hiệu tốt chứ không phải là tín hiệu xấu. Cái thứ hai là anh chị mình thấy yếu tố khối lượng nè, càng ngày nó càng hấp dần nè, thì cái nguyên tắc điều chỉnh là mục đích rũ bỏ để tổ chức họ gom lại hàng ở vùng giá thấp, thì càng ngày khối lượng càng hấp dần là tốt hay xấu anh chị? Chắc chắn với anh chị mình đó là những cái tín hiệu tốt, chỉ là đôi khi là nó làm cho tâm lý anh chị mình nó mệt mỏi, nó vật vã, nó khó chịu, nó chán nản đó, thì đâm ra mình lại có những cái suy nghĩ thị trường nó tiêu cực. Nhưng với góc nhìn và quan điểm của hệ thống anh em mình nó vẫn không thay đổi trong những cái vận động quá trình giai đoạn vừa qua của thị trường chung đấy. Cho nên mình nhìn trở lại giai đoạn 2022 của thị trường nè, thì anh chị mình thấy nè, đây là quá trình thị trường nó cũng trong một cái biên sideways đúng không anh chị? Đấy. Nhưng mà anh chị mình lưu ý một điều nè, trong cái biên sideways này á, thì thứ nhất, thời điểm đó anh chị mình thấy các cổ phiếu penny nó chạy rất ghê. Các cổ phiếu ví dụ như dòng bất động sản nó chạy rất kinh, rồi những cổ phiếu đầu cơ á, mà anh chị mình có một câu nói của Livermore, cũng là Jesse Livermore, ông nói như thế này anh chị. Những cổ phiếu mà gọi là gì, những cổ phiếu mà penny, những cổ phiếu vô quá hấp á, thì họ sẽ chạy quanh vùng đỉnh. Cho nên thời điểm này anh chị mình cứ bật là những cái biểu đồ, những cái chạc của các cổ phiếu penny thời điểm này là hàng FLC rồi. FLC do bị quỹ niêm yết à. Đấy, nó chuyển qua sàn ấy à. Cho nên bản chất anh chị mình thấy nó không có giao dịch. Chứ thời điểm này em nói chị mình ai nhìn lại nè, cái biểu đồ của năm 2021, năm 2022 nè, anh chị mình nhìn FLC chạy ghê không? Anh chị mình chạy kinh khủng khiếp không? Trong cái biên độ thời điểm này thị trường chỉ có đi ngang thôi nha. Anh chị mình nhìn nè, thị trường thời điểm này chỉ có đi ngang thôi. Mà anh chị mình thấy cái cổ phiếu penny nè, FLC nè, cái cổ phiếu mà doanh nghiệp cơ bản không có nè, nhưng mà giá cổ phiếu lại khỏi phòng đi lên tăng kinh khủng khiếp như thế nào. Rất nhiều cổ phiếu trong giai đoạn này tăng đi lên, ví dụ như là Fit rồi, rất nhiều những cổ phiếu đi lên trong thời gian đó tăng kinh điển luôn anh chị mình lưu ý kỹ đấy, hoặc là rất nhiều cổ phiếu anh chị mình sẽ theo dõi. Hoặc ngoài ra cái quan trọng nhất của cái thời điểm của năm 2024 là anh chị mình sẽ nhìn được là gì, cái dòng dẫn ở trong một cái nhịp sóng này đi lên chính là gì, chính là dòng bất động sản. Anh chị mình lưu ý kỹ nhé, dòng dẫn trong thời điểm này chính là dòng bất động sản. Anh chị với những cái cổ phiếu ví dụ như DIG này, anh chị mình nhìn này, với những cái dạng cổ phiếu như DIG là đầu tiên là chúng ta thấy rõ ràng là từ một cái nền tích lũy này, sau đó nó bước xuất phát vào nhịp chạy số 1 nè. Thì hiện tại em nói chị mình luôn, các cổ phiếu trong dòng ngân hàng đang trong một cái pha BU như thế này nè, trong một pha BU và pha tích lũy hấp thụ và lượng cung nè, anh chị mình lưu ý kỹ, một pha gom hàng nè ở vùng trên cao nè, trong một cái pha D nè, sau quá trình pha D nè bước vào cái pha BU tích lũy lại nè, lần số 2 nè, thì các cổ phiếu dòng ngân hàng cũng thế, sau cái nền BU này mà xuất phát xác nhận đi lên á, thì nó sẽ là những cái cổ phiếu sẽ dẫn dắt cho thị trường vào quá trình uptrend đấy. Cho nên dòng bất động sản trong thời điểm năm 2021, năm 2022 nè, lúc này thị trường nè cũng là dòng mà dẫn dắt cho thị trường đi lên. Và anh chị mình thử nhìn một điều nè, lúc mà thị trường bắt đầu cái trạng thái mà chỉnh lại và sideways đi ngang, thì rõ ràng đây là cái thời điểm mà các cổ phiếu trong dòng bất động sản nó bắt đầu phân phối. Anh chị mình thấy rõ ràng bắt đầu phân phối nè. Phân phối là gì? Phân phối khi mà để có là phần hoạt động bán ra của tổ chức, mà đã thấy được hành vi phân phối á, nó phải có quá trình gọi chạy nước rút. Anh chị mình thấy không? Quá trình chạy nước rút nè. Và thời điểm đó nếu anh chị đã từng trải qua, mình sẽ nhớ là cái thời điểm mà em nói chị mình luôn, các cổ phiếu của dòng bất động sản DIG nó bị khỏi phòng lên rất ghê, truyền thông media bơm tin rất kinh khủng khiếp, nó tạo sự FOMO tột độ luôn đấy. 90 mua có lãi nè, 80 mua có lãi nè, 100 thậm chí còn kỳ vọng lên 100 mấy luôn. Lưu ý kỹ, đây là chia cổ tức rồi, chứ thời điểm đó em nhớ không nhầm là giá đỉnh là khoảng 120. Với những cổ phiếu như DIG nó có quá trình chạy nước rút phân phối đỉnh nè, trong khi đó anh chị mình nhìn cái biên độ thị trường là đi ngang đó đấy, sau đó nó rơi một nhịp nè, nó quay về nó còn test lại hai đỉnh là một đỉnh nè, rơi lên test lại một cái, sau đó nó mới bước vào những quá trình nó đầu chen, thì đó gọi là dòng dẫn dắt kết thúc chu kỳ. Thì rõ ràng anh chị mình thấy sau đó là gì, những cổ phiếu DG nó rơi, nó kéo theo một cái chuỗi domino của vn index phân phối và rơi theo, thì đó gọi là hoạt động phân phối. Không phải là anh chị mình nhìn vào điểm số mà mình nói phân phối, mà mình phải nhìn được về cái hành vi dòng tiền bên trong cái cổ phiếu. Tại vì chúng ta đầu tư ở đây không phải là mình đầu tư là mình mua cái điểm số vn index, mà mình mua cái cổ phiếu bên trong. Cho nên để nói thị trường này phân phối hay không á, là mọi người phải nhìn vào cái dòng dẫn dắt nó phân phối hay chưa. Hay là em lấy ví dụ tiếp tục cho anh chị mình nè, anh chị mình nhìn vào những cái dạng cổ phiếu như NFT nè, và đây là một con sóng chứng khoán trong năm 2023 nè. Và anh chị mình thấy khi mà cái cổ phiếu chứng khoán năm 2023 á, để mà muốn kết thúc được một cái chu kỳ á, thì cái nguyên tắc bất di bất dịch là phải có gì, chạy nước rút. Anh chị mình lưu ý kỹ, bao giờ cũng phải có một giai đoạn chạy nước rút, tại vì đó là hành vi phân phối và hoạt động phân phối của tổ chức ở vùng giá cao,
tạo sự lôi kéo nhà đầu tư mua vào, tạo sự FOMO cực đại thì tổ chức họ mới phân phối được. Thì sau đó anh chị mình nhìn nó có một quá trình nó đau chen, nó một pha rơi rất là sâu nha, một cổ phiếu mà rơi cái biên khoảng tầm 30% là rất là sâu. Thì thời điểm đó anh chị mình nhìn nó cũng sẽ kéo theo một cái hệ lụy của VN Index, nó bước vào hai tháng đau chen. Thì anh chị mình nào, cho nên cái quan trọng nhất không phải là thị trường tăng, thị trường giảm, thị trường chỉnh, thị trường đỉnh, mà là dòng dẫn dắt có bị phân phối chưa. Còn nếu như mà thị trường nó không có dòng dẫn dắt thì chúng ta mới đánh giá về điểm số chung. Ví dụ như giai đoạn trước thị trường ở đây nó chưa có cái cổ phiếu của dòng dẫn dắt nè, thì thị trường nó sẽ chỉnh về biên dưới đấy, thì nó sẽ nên tính chất là rủi ro nhiều hơn. Nhưng mà thời điểm này thị trường của chúng ta đã có cái cổ phiếu của sóng banh rồi. Mọi người lưu ý, dòng banh là dòng có sóng. Tại vì sao? Anh chị mình nhìn có thể là nó chỉnh trong những cái phiên vừa rồi anh chị mình thấy mệt, một cái tâm lý thôi, chứ thật ra nó có chỉnh bao nhiêu đâu anh chị. Em nói thật, dòng ngân hàng nó tăng nó chỉnh 5-7% là bình thường. Bây giờ anh chị mình nhìn ACB nè, chỉnh quanh cái biên 5-7%, 5-7% là bình thường. Mọi người phải nhìn về tổng thể những cái xu hướng của cổ phiếu đang ở đâu. Ví dụ ACB nè, nằm ở nền tảng số 3, nền 1, nền 2, nền 3. Nền 3 có yếu tố gãy rũ, còn xu hướng cổ phiếu là xu hướng tăng mà. Anh chị mình thấy rõ ràng không? Mọi người nhìn vào các dạng cổ phiếu, ví dụ CTG đi. Đấy, hôm nay nhiều anh chị mình thấy nó chỉnh lại 1%, mọi người lo. Nhưng phiên ngày hôm nay là phiên hoạt động test lại rất bình thường. Em nói chị mình CTG quan trọng nhất là ngày hôm qua. Mọi người xem đoạn video ngày hôm qua có nói chị mình rất là chi tiết. Còn phiên ngày hôm nay em biết là cái gì cũng test lại, nhưng mà đó không phải là quan trọng. Quan trọng là hôm qua nó về nó giữ giá tốt. Mọi người lưu ý kỹ, tại vì hôm qua là phiên giảm điểm của thị trường chung, mới là cái phiên mà kiểm tra được một cái liều thuốc khử về sức khỏe của cổ phiếu của CTG. Nhưng mà rõ ràng chị mình nhìn về xu hướng nè, nó đang ở đâu? Nó đang ở vùng tích lũy biên trên, tích lũy kênh trên đó chị mình em. Nó đang tích lũy vùng biên trên nè, và nó xác nhận cây tay tạo đáy nè, nó test đi test lại nè. Và mục tiêu của những cổ phiếu như là CTG trước mắt nó phải về đâu? Nó phải về 37. Tại vì đây là cái biên sideways tích lũy kênh trên, thì biên dưới nè, test cung, test cầu thành công, kiệt khoản là dòng tiền vào nè, thì sẽ tìm về vùng 37 biên trên. Mọi người lưu ý kỹ. Còn ví dụ như nó lên nó gặp lại những cái yếu tố mà điều chỉnh nè, thì nó lên nó test lại một cái là bình thường. Nó kiểm tra cung cầu và quá trình test lại, anh chị mình nhìn thôi lượng khắp là tốt hay sao? Chắc chắn với chị mình là tốt. Lưu ý kỹ. Hoặc là mọi người nhìn vào những cái diện cổ phiếu, ví dụ như là gì? Những cái cổ phiếu ví dụ như là Tiên Phong Banh ấy. Nhiều anh chị mình hỏi em về Tiên Phong Banh nè. Nhưng mà chị mình nhìn rõ ràng là gì? Tại vì sao mà em nói nó có sóng ngân hàng? Tại vì ở đây là dòng tiền. Các cổ phiếu mặc dù mọi người thấy nó chỉnh á, nhưng mà nó đang vận động ở đâu anh chị mình nhìn đi. Mọi người nhìn về bức tranh tổng thể, mọi người thấy các cổ phiếu ngân hàng đang ở kênh trên. Có thể nó chỉnh, có thể nó rủ 5%, 7% là bình thường. Nhưng rõ ràng về xu hướng là không đổi. Là không đổi anh chị mình á. Cái cổ phiếu của MSB cũng vậy, có thể nó chỉnh, có thể nó rủ. Nhưng đây là những cái vùng xu hướng vận động của cổ phiếu ở những cái biên độ kênh trên. Mọi người thấy rõ ràng không? Những cái biên độ kênh trên. Đấy. Cho nên chúng ta nói về dòng ngân hàng nó có sóng là không hề sai. Cho nên bản chất khi một cái dòng có sóng để mà nó muốn rơi, thì bản chất thị trường muốn phân phối, thì dòng dẫn này, dòng mà có sóng là dòng ngân hàng á, nó phải phân phối, thì chúng ta mới đánh giá đây là một thị trường rơi, một thị trường đau chen. Còn nếu như thị trường điều chỉnh là bình thường. Ví dụ như quan điểm này có thằng bên em, mình không có sợ thị trường điều chỉnh, mình chỉ sợ thị trường phân phối đỉnh thôi. Và em nói chị mình luôn, với một cái thị trường á mà để nó phân phối đỉnh được á, thì nó phải có cái yếu tố gì anh chị? Nó phải có những cái hoạt động gì? Những cái hoạt động chạy nước rút, anh chị mình lưu ý kỹ nhé. Cho nên bây giờ anh chị mình thử hỏi đi, banh chạy nước rút chưa? Đấy, thì rõ ràng giai đoạn chạy nước rút tạo sự FOMO hưng phấn, thì rõ ràng bây giờ nó chán gần chết, nó chỉnh xuống sợ quá trời sợ luôn, làm sao mà tổ chức còn phân phối? Cho nên còn nếu chỉnh thì bình thường, chỉnh xong là đi lên đó. Đấy, còn trong thời điểm năm 2022 nè, anh chị mình thấy không? Bất động sản nè, DG nè, chạy nước rút. Chạy nước rút là hoạt động siêu kiếm tiền. Thì đó mới là hành vi phân phối, sau đó đạt đỉnh và nó rơi, nó xuất hiện bằng những cây uptrend. Đấy, mọi người lưu ý kỹ. Còn ví dụ như quá trình điều chỉnh khi mà nó mới bước vào nhịp một chạy số 1 đi lên nữa, giống với cái cổ phiếu gì, cổ phiếu của dòng chứng khoán, em nói chị mình luôn, thời điểm này dòng chứng có thể là những cái cổ phiếu nó điều chỉnh nó chung một cái tính chất, nhưng mà nó sẽ biến nghiêng khác nhau đó. Nhưng mà rõ ràng đây là vận động nè anh chị, mình thấy cái cổ phiếu như VCI điều chỉnh từ đỉnh xuống bao nhiêu? Khoảng tầm 10%. Thời điểm này em nói anh chị mình, cả thị trường là nói thị trường gãy, thị trường phân phối, thị trường sắp rơi, nó cũng tương tự bây giờ vậy. Ui nó chỉnh chén ơi là chén luôn chị, mình thấy thị trường chỉnh là ngay nào cũng chỉnh, định chỉnh cứ bò. Đoạn này nó đè tâm lý cũng mệt lắm anh chị, cũng mệt, tương tự như bây giờ, chúng khác gì đâu. Mặc dù nó chỉnh không nhiều nhưng mà nó làm tâm lý rất là khó chịu. Thì cái cổ phiếu trong dòng chứng khoán nó cũng vậy, nên cho nó cũng rủ xuống, nó chỉnh một phát đó. Cho nên đó là quan trọng, chúng ta phải có một góc nhìn tổng thể về thị trường chung. Chứ mà em nói thị trường này mọi người cứ nhìn theo phiên là nó sẽ rất là mệt, nhìn bức tranh tổng thể. Còn nếu như bản chất em nói chị mình luôn, dòng ngân hàng nó bị bán tháo úp tết, một cái bán khối lượng to đùng mà tất cả cái cổ phiếu trong dòng đều bị bán ngoài nằm sàn, thì em cũng sẽ là những người mà bán rời bỏ thị trường. Tại vì cái dòng dẫn dắt, cái sóng dòng ngân hàng mà nó còn chết, thì thị trường này em nói chị mình là 10% kịch bản khi ngân hàng nó xuất hiện thì chả còn gì để mà chúng ta níu kéo. Lưu ý kỹ. Còn ví dụ cổ phiếu nó chỉnh 5-7% bình thường, anh chị mình thấy không, quan trọng là phải nhìn về cái xu hướng. Thời điểm này anh chị mình nhìn con ESI, thời điểm sóng chứng khoán này em cầm ESI cũng tâm lý chứ, nó chỉnh xuống ai không sợ anh chị. Bản chất đó là tâm lý của thị trường mà, mình cũng là một con người mà, anh chị mình thấy không. Ví dụ này ESI chỉnh xuống cũng 10% chứ đâu ít gì đâu, chỉnh xuống 10% là test đi test lại liên tục trong cái vùng này. Và thời điểm đó thị trường nó cũng đè tâm lý rất là mệt mỏi.
Mọi người lưu ý kỹ đấy, trên phiên ngày hôm nay cũng thế, chủ yếu nó làm tâm lý cho anh chị mình thôi đó. Cho nên mọi người lưu ý kỹ nha đấy, cho nên video nào khi nào mình có thời gian á, mình sẽ phân tích cho anh chị mình kỹ hơn về những cái góc nhìn là thị trường hiện tại điều chỉnh hay là đạt đỉnh hay là phân phối. Thì cái quan trọng nhất mọi người phải nhìn ở đây nè, là cái dòng dẫn này nè, mới là cái điều quan trọng nè, là cái dòng nè, sóng dòng nè, bất động sản nè, năm 2022 nè, đạt đỉnh rơi nè. Còn dòng năm 2024 hiện tại là dòng ngân hàng, nó vẫn bình thường, nó chỉnh bình thường, nó không có yếu tố gọi là chạy nước rút hoặc là phân phối. Khi nào mà em nói chị mình nhìn cổ phiếu ACB này nhịp sâu nè, ACB nhịp sâu mà nó kéo lên tầm 30 mà nó chạy âm 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 ngay nó cũng tăng, thì đấy mới là quá trình phân phối, sau đó mọi người mới lo về yếu tố rủi ro. Còn với quan điểm của mình, thời điểm này thị trường không phải là yếu tố mình chỉ mình sợ về cái yếu tố về rủi ro, mình đánh giá đây là những cái thời điểm về cơ hội, chỉ là mọi người chờ về cái thời điểm mua nó phù hợp thôi. Và sau điều chỉnh thì bao giờ cũng là những cái thời điểm mua tốt nhất, sau quá trình cổ phiếu nó test xong, nó chỉnh xong, nó cân bằng lại dòng tiền vào là anh chị mình mua. Mọi người lưu ý kỹ nha về những cái vấn đề như thế đấy. Cho nên những cổ phiếu ví dụ như STB đi, anh chị mình nhìn rõ ràng với những cái diện cổ phiếu như STB trong thời điểm này nó bằng cái kênh trên mà mọi người nhìn từ những ngành tích lũy nè, thì ở đây nó vẫn vận động kênh trên chứ nó có ở dưới đâu, mà anh chị mình nói nó phân phối, mà anh chị mình nói nó gãy, đúng không? Mọi người thấy rõ ràng không? Xong cái bị bán khối lượng lớn, ví dụ lên nó test lại, nó chỉ cần một khoảng thời gian cân bằng kiểm tra cung cầu lại là bình thường, có thể là 1-2 tuần, 1-3 tuần là bình thường. Có thể ở đây trường hợp ví dụ test tiếp tục về biên dưới cũng là bình thường, tại vì sao? Đây là cái vùng mà cổ phiếu sẽ tích lũy lại với những diện cổ phiếu như là STB. Đấy, mọi người lưu ý kỹ nha. Cho ví dụ nó có test lại, nó có chỉnh lại, mọi người cũng đừng có nói con này nó bị test hai đỉnh, nó rơi phân phối hai đỉnh, không có đâu anh chị. Bản chất nó phải chạy nước rút, nguyên tắc đó là quan trọng nhất. Anh chị mình thử nhìn là sóng dòng bao giờ cũng phải chạy nước rút. Ví dụ như thời điểm của năm 2020, năm 2021 nè, một con sóng của dòng ngân hàng nè, em nói một dòng có sóng là phải chạy nước rút thì tổ chức mới phân phối được, tại vì dòng tiền nó đã nằm bên trong cổ phiếu rồi, còn hoạt động nó chỉnh là bình thường. Anh chị mình nhìn nè, cái cổ phiếu ngân hàng hồi trước nó lên nè, nó vừa mới lên cái chỉnh một cái bao nhiêu phần trăm, giờ mình nhìn CTG chỉnh đây khoảng tầm 10-12%, sợ kinh khủng khiếp luôn chứ không phải đơn giản đâu anh chị. Cho nên hiện tại đôi khi em nói chị mình dòng ngân hàng nó điều chỉnh như thế này gọi là điều chỉnh tích cực ấy, chứ không phải là điều chỉnh ghê rồi, đoạn này tâm lý cực kỳ tâm lý luôn anh chị mình thấy không đấy. Cho nên sau đó có quá trình chạy nước rút, ví dụ đây nè, dòng ngân hàng muốn phân phối rồi nè, phải có hoạt động chạy nước rút nè. Mà nước rút không phải là chạy trong 1 ngày 2 ngày, mà nó chạy trong khoảng tầm 1-2 tuần, hoặc thậm chí có những cổ phiếu chạy 3-4 tuần là bình thường. Ví dụ ở đây là thời điểm mà chạy từ 3-4 tuần nè, quá trình chạy nước rút nè anh chị mình thấy không? Với cái cuộc vận động cổ phiếu của dòng ngân hàng nè, giai đoạn siêu kiếm tiền nè, chạy 35% trong vòng khoảng tầm 1 tháng với những cổ phiếu CTG hoặc là anh chị mình thấy STB, đây gọi là hoạt động chạy nước rút nè đấy. Hoạt động chạy nước rút của STB nó lên biết bao nhiêu phần trăm trong vòng khoảng tầm 1 tháng, nó tăng ra khoảng tầm 40-50%. Vậy thì anh chị mình thấy không, cái kết cục sau quá trình mà chạy nước rút á, là nó phân phối đỉnh nè, những cái update quay lên test lại hai đỉnh và rơi đấy. Mọi người lưu ý kỹ ha, đó chuyện khá mày muốn đánh giá cho tất cả những chị nhà đầu tư mình để mọi người cùng nhau nắm bắt đấy. Cho nên hiện tại ví dụ dòng ngân hàng, những cổ phiếu còn lại nó không thay đổi nhiều đấy, CTG nó có test lại bình thường, mình thấy đâu đó là có ông SHB này test được hai đấy cũng hay, cho nên mình cũng theo dõi. Ví dụ ngày mai đi mà nó có cây xác nhận pivot thì nó là điểm đánh cho anh chị mình, những cổ phiếu điều chỉnh trước đang có tín hiệu cân bằng trước. Cho nên mình thấy một cái đặc điểm chung của thị trường này á, thị trường em nói chị mình luôn, một đặc điểm chung á là thị trường khi mà nó quanh những cái vùng đáy mà điều chỉnh á, có thể nó điều chỉnh nó còn lình xình đạp 1-2 điểm, 3-5 điểm nữa thì bình thường, nhưng mà mình thấy một đặc điểm chung là thường ở những cái quanh vùng đáy á, bắt đầu các dòng các ngành cổ phiếu đã tạo sự phân hóa, những con nào mà chỉnh rồi nó sẽ cân bằng trước, những con nào chưa chỉnh thì nó sẽ chỉnh cho đủ biên, đó là vận động bình thường anh chị. Cho nên thấy SHB đi, trong dòng ngân hàng nó cũng phân hóa, ông SHB này chỉnh trước nè, chỉnh từ đầu luôn nè, chỉnh từ đầu nè, bắt đầu anh chị mình thấy bắt đầu nó có chuyện khá gọi là cân bằng trở lại nè, hai đấy là đỡ cung lên ngày hôm nay đẹp chứ nó phải xấu đâu anh chị. Ví dụ mai có pivot test cung là lên, hoặc là CTG từng rồi nó có những cái phiên tạo đáy trước, nó chỉnh trước cái tạo đáy trước anh chị thấy không đấy. Còn những cổ phiếu như Tiên Phong Banh thì thực chất ngày qua là cái điều chỉnh đầu tiên, anh chị mình thấy rõ ràng điều chỉnh đầu tiên, tại vì trước đó nó vẫn trong cái biên nền nó có chỉnh đâu đấy, mình lưu ý kỹ nha. Đó, cho những cổ phiếu ví dụ như là Tiên Phong Banh thì mình chờ quá trình nó hồi lên test lại 2-3 đáy rồi bắt đầu mình cho anh chị mình cái điểm xác nhận pivot ở sau là hướng dẫn chị mình đắm. Còn bây giờ mình cứ để cho cổ phiếu nó vận động tự nhiên, mọi người cũng đừng có áp lực quá với những cái cổ phiếu, mọi người lưu ý kỹ đấy. Đôi khi mình áp lực quá thì nó dẫn tới một cái chuyện khá là tâm lý mình không được tốt, thì những cái điểm mà nó đỏ mọi người nhìn qua cái bảng giá là mình sợ, thì đôi khi mình dễ bán ra. Còn quan điểm của em thì mình đánh vì lý do gì, mình mua sóng ngân hàng vì lý do gì thì mình sẽ bán vì lý do đó, mình mua vì sóng dòng thì mình sẽ bán vì sóng dòng, mọi người lưu ý kỹ ha đấy. Chứ mình không có sợ cái việc thị trường điều chỉnh, còn thị trường nó đạt đỉnh mình mới lo. Mà để đạt đỉnh thì phải cần những cái yếu tố nào, đó là một cái bộ phương pháp mà mình đã vừa chia sẻ cho anh chị mình ở đầu video để cho anh chị mình hiểu được cái tính logic trong cái việc mà anh chị mình đánh theo sóng dòng hoặc là anh chị mình đánh theo dòng tiền. Còn ví dụ như anh chị mình thấy phải tập trung vào danh mục của mình ở thời điểm này thôi, những cổ phiếu dù ngày hôm qua đi anh chị mình thấy có cái cổ phiếu dòng chứng khoán ví dụ như là HCM đi, thì bắt đầu nó có những cái trạng thái là điều chỉnh trước nè, điều chỉnh trước nè, cái biên chỉnh này cũng 10% chứ không ít đâu anh chị nha, điều chỉnh trước bắt đầu hồi lên test lại được 3 đáy và cái ngày hôm qua cây xác nhận, cái xác nhận test té thành công nè. Mọi người lưu ý kỹ, ngày hôm nay nó cũng giữ giá tốt nè. Ví dụ một vài cái điểm ngày mai hàng về nó xác nhận một cái là có cây pivot, là cho quá trình là kết thúc điều chỉnh và tạo đáy thành công của những cổ phiếu nhát CM. Cho nên chị mình thấy đặc điểm chung nó tạo sự phân hóa, con nào chỉnh rồi nó sẽ không chỉnh nữa, con nào chỉnh rồi sẽ cân bằng đáy và đi lên, nó vận động bình thường. Hoặc là em nhìn VCI nè, mọi người nhìn vào những cái dạng cổ phiếu VCI, ví dụ như phiên ngày mai test lại,
Ngày qua cái đỡ cung stopping volume 3, cái ngày nay cái test lại, nhưng mà rõ ràng là đây là cái vùng này, chỉnh trước nè, đây là cái vùng cân bằng cổ phiếu nè, anh chị mình thấy không? Cái đó đục lên đục xuống cho làm một hai phiên nữa, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy được một đặc điểm chung, đây là vùng cân bằng. Những con như VCI điều chỉnh trước anh chị, nó điều chỉnh từ lâu nè, đây là cái phiên mà em cho hệ không anh em bán nè. Hay những cái phiên quanh quanh đây nè, là em cho hệ không anh em bán nè, từ giai đoạn khoảng tầm 10 tháng 10 nè. Đấy, thì nó điều chỉnh từ đây nè. Mình thấy không? Chị mình thấy rõ ràng không, điều chỉnh khoảng tầm gần tháng nay thì điều chỉnh trước thì nó cân bằng trước. Còn những cổ phiếu ngân hàng sóng dòng thì ví dụ nó điều chỉnh sâu thì nó cân bằng sâu, nhưng mà rõ ràng là sau quá trình điều chỉnh xong cân bằng lên thì dòng sóng dòng nó vẫn tiếp tục đi lên, dòng nào lên nó vẫn tiếp tục lên. Đấy, mọi người lưu ý kỹ. Cho nên hành vi test lại của VCI là bình thường, hoặc là SSI đi, cái nghiệm qua đỡ cung là hành vi đỡ cung stopping nè, cái này test lại là bình thường. Đó, chị mình thấy rõ ràng không? Đấy. Cho nên thị trường đang có phân hóa, hoặc là em nói chị mình một vài cổ phiếu như dòng dòng bất động sản đi. Bất động sản thì nó chỉnh từ lâu, nó chỉnh em nói chị mình bất động sản chỉnh từ trên đây xuống nè. Mọi người thấy cái quá trình mà điều chỉnh sợ, nhìn ghê chứ mười mấy phần trăm. Nhưng mà nó test đáy, test đáy rủ cái kiệt von xác nhận đi lên, thì đây những cái vùng biên tạo đáy dưới của những cổ phiếu bất động sản này. Nó tạo đáy sớm hơn từ lâu rồi nè, nó chỉnh trước tạo đáy trước. Cho nên đây là một thị trường phân hóa, thì điều đó cũng đồng nghĩa một việc là gì, thị trường này thị trường sideways, thị trường sideways nó tạo sự phân hóa giữa các dòng các ngành cổ phiếu, chả dòng nào đi theo dòng nào, chả cổ phiếu nào đánh theo cổ phiếu nào. Cho nên mọi người phải tập trung một cái danh mục của mình, những dòng nào có sóng thì đôi khi cái sự đồng thuận nó có đấy, còn những cái dòng không có sóng người ta phần nó đánh theo cổ phiếu riêng lẻ, ví dụ như đất xanh nó còn lên lên, nhưng mà những cổ phiếu dụ DBG lại cắm xuống nè anh chị mình thấy không? Nếu như mình nhìn con đất xanh ổn mà em nói chị mình, mọi người kỳ vọng vào sóng bất động sản, mọi người vẫn còn cầm cái cổ phiếu DBG, nó lại vất vả hơn, nó lại tâm lý hơn, mọi người thấy không? Rõ ràng sự khác biệt. Cho nên phải tập trung vào cái danh mục của mình để mình hành động và mình xử lý cho nó phù hợp nhất đấy. Hoặc là anh chị mình nhìn vào một vài cổ phiếu, ví dụ như là dòng thép đi, thép thì đâu đó anh chị mình thấy có những cái dạng cổ phiếu như Nam Kim thì nó cũng chỉnh trước nè, nó tạo cái vùng cân bằng nè anh chị mình thấy không? Những con này nó chỉnh từ đâu, chỉnh từ giai đoạn đầu tháng 10 luôn. Ở đây thị trường ta còn test lên test xuống mấy nhịp nữa mà những cổ phiếu như Nam Kim đã chỉnh trước rồi nè. Thời điểm này anh chị mình cầm một cái cổ phiếu dù STB còn chà mầm đúng không đấy, cái cổ phiếu STB nó còn kéo quá trời kéo nè, nhưng mà những cổ phiếu Nam Kim dòng thép đã chỉnh trước rồi. Thì những con này chỉnh trước cân bằng trước, mình thấy không, đây là cái vùng cân bằng lại nè, test đi test lại liên tục ở vùng dưới nè, ngay hồi lên nè, test lại nè, cái đỡ cung nè đấy. Hoặc là một số cổ phiếu ví dụ Hòa Phát cũng vậy, nó chỉnh trước nó cân bằng trước đó, cái những cổ phiếu Hòa Phát nè, cái đỡ cung nè đấy, quá trình test lại đỡ cung nè, mọi người lưu ý kỹ đấy. Cho nên rõ ràng chúng ta thấy một tín hiệu, ví dụ như chứng khoán nó cũng có những vùng chỉnh trước và cân bằng, dòng thép cũng vậy, dòng bất động sản thì nhịp trước rồi đấy. Còn dòng ngân hàng ví dụ một vài cổ phiếu chỉnh sớm nó cũng cân bằng như CTG nè, SHB nè, một vài cổ phiếu còn lại đang chỉnh thì ví dụ như mình phải chờ cái vùng cân bằng của cổ phiếu, ví dụ như Tiên Phong Banh, MFB, mọi người chờ nó tạo là một vài cái điểm cân bằng đấy. Mọi người lưu ý sau cái vùng cân bằng mà bắt đầu nó xác nhận là cái điểm gì, rủ kiệt thanh khoản, tết cung tết cầu thành công mà dòng tiền đi vào chính là siêu điểm mua cho anh chị nhà đầu tư mình. Cho nên thời điểm này của thị trường chung thì em nói chị mình một lần nữa là phải tập trung vào cái danh mục của mình thôi, mọi người lưu ý kỹ ha đấy. Và hệ thống anh em thì vẫn cho anh chị mình nắm sóng dòng ngân hàng là bình thường, tại vì đó là một dòng có sóng đấy, thì vẫn cho anh chị mình cầm, mọi người nắm. Còn bản chất thì tâm lý mọi người nó hơi chán nản, ví dụ hôm nay tâm lý cũng hơi chán, tại vì sao, ngày mai là bắt đầu ngày bầu cử tổng thống Mỹ đấy, thì theo cái bộ phim mà cá nhân em mà đã từng xem, đây là một cái phần coi như là mình chia sẻ vui với mọi người ha, nếu ngày mai đã từng xem qua những cái bộ phim ví dụ như là Gia Đình Simpson, hoặc là chị mình xem những cái video ngắn short video trên các diễn đàn hoặc là trên những cái trang mạng á, thì mọi người cũng biết là Gia Đình Simpson là một trong những cái âm mưu rất là hay đấy, về cái yếu tố gọi là dự đoán đó, mọi người lưu ý kỹ ha. Thì ở đây ví dụ như cũng trong một cái cốt truyện ngắn thì nó cũng có dự đoán được là bà Harris chính là người gọi là tổng thống Mỹ nữ đầu tiên ngay trong lịch sử đó, thì mình thấy đây nó cũng khá là hay để xem kết quả đúng hay không. Còn bản chất thì em cũng không phải là một người chuyên về địa chính trị và chính trị, nên mình cũng không có đánh giá được cho tất cả anh chị nhà đầu tư mình. Thực ra mình chỉ chuyên về cung cầu thôi, mình chuyên về cái gì mình hiểu về cái gì thì mình mới đánh giá cho anh chị mình được đấy. Cho nên rõ ràng những cái vấn đề video này thì mình cũng chia sẻ anh chị mình như thế ha đấy. Cho nên mọi người ai đang cầm cổ phiếu nào thì mình tập trung vào cái danh mục của mình, và thời điểm này nó luôn không phải là thời điểm để cho anh chị mình bán đấy, mà ngược lại mình chờ những cái vùng cân bằng tết cung tết cầu phải xác nhận dòng tiền, thì đó chính là những điểm mua tốt nhất cho anh chị nhà đầu tư mình đấy. Còn anh chị nào muốn đồng hành cùng em trong hệ thống khách hàng, mọi người ai cầm cổ phiếu của dòng ngân hàng muốn đồng hành cùng nhau và đồng quan điểm, thì mọi người cứ liên hệ giúp em với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945866915, thì bạn Hải Anh sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho chị nhà đầu tư mình. Ngoài ra mọi người ai muốn tham gia vào room cộng đồng thì anh chị mình cứ click vào cái phần room bên dưới để anh chị mình tham gia vào ha. Đấy, hôm nay chủ yếu là mình lên đây mình chia sẻ đồng hành với anh chị mình thôi, chứ thị trường ngày hôm nay nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Chủ yếu là mình nói với chị mình là vì về cái việc thị trường điều chỉnh của năm 2024 nó khác như thế nào so với cái việc thị trường đạt đỉnh của năm 2022. Tại vì đa phần mọi người nhìn về hình ảnh hoặc là nhìn về điểm số nó đi trong cái biên sideways đúng không? Thì chị mình sợ về cái việc nó phân phối. Hay mọi người lưu ý kỹ ha. Thì đó là những gì mà mình chia sẻ đến với đại đa số tất cả những chị nhà đầu tư mình trong một cái buổi video của ngày hôm nay. Xin chào cả nhà.